Thư đang kho nồi thịt ở trong nhà. Bây giờ mình sẽ cắt cái rổ ra sau vườn, ngắt một ít đọt lan vào luộc để chấm thịt kho ăn. Ra hái đọt lan, bắt gặp anh Thành đang loay hoay đóng nhà kiến. Thư quay cho các bạn coi sơ sơ nha. Nhà kiến năm nay thì tụi mình làm rất là nhỏ luôn, nhỏ chắc cỡ khoảng một nửa cái nhà kiến ở nhà cũ thôi. Vì là không có muốn làm to, làm rộng ra. Và anh sẽ làm cái nhà kiến này là nhà kiến tạm bợ. Mùa đông thì mình đóng kín lại, rồi tới mùa hè mình sẽ gỡ ra thì nó sẽ trở lại thành cái sân như bình thường. Nhưng miễn sao là nó vẫn giữ đủ cái độ ấm cho mấy cái cây này nó chịu được qua mùa đông thôi nha các bạn. Nên là cái nhà kiến năm nay Thư sẽ quay cho các bạn coi lúc mà anh hoàn thành, nó nhìn sẽ rất là sơ sài. Cái này là do anh Thành cố tình làm cho nó sơ sài để lúc mà mình gỡ ra thì nó dễ. Vì qua mùa đông là anh Thành anh sẽ gỡ hết cái nhà kiến ra để cho cái nhà của mình nó trở lại giống như trước đây. Thôi để mai mốt anh làm xong thì Thư quay cho các bạn coi. Mùa thu nên là mặt trời nó xuống núi rất là nhanh. Mình mới ra coi anh Thành đóng nhà kiến có chút xíu mà bây giờ trời nó đã muốn tối rồi nè. Rau lan mùa này thì nó hơi mát mát lạnh lạnh nên nó ra lá mơn mởn luôn. Rau lan ăn ngon lắm nhưng Thư thích ăn đọt hơn là ăn lá. Hôm nay thì mình sẽ ưu tiên mình ngắt đọt trước, nếu mình cảm thấy như không có đủ ăn thì mình sẽ ngắt thêm lá nha. Đọt lan lên tốt quá anh ơi. Đọt lan lên tốt quá. Với rổ rau lan này mình sẽ đem vào nhà luộc lên, sau đó mình sẽ dùng nước luộc rau lan, bỏ một trái cà chua vào dầm nó ra, nêm một tí bột nêm vào nữa. Là một bữa cơm gồm 3 món canh, luộc và kho đầy đủ luôn đó các bạn. Chiều hôm qua anh Thành đã hoàn thành xong đóng cái khung cho nhà kiến. Hôm nay thì Thư với ảnh ra phụ giăng cái bạt để giữ cái nhiệt độ bên trong nhà kiến. Tự vì mình tận dụng cái hàng rào bên hông nhà hàng xóm với nhà mình á, để mình làm cái vách của nhà kiến. Mà cái hàng rào này á, thì nó vừa là gỗ nè, vả lại nó có những cái khe hở giữa những cái miếng gỗ họ ráp lại làm thành hàng rào. Nên bắt buộc là mình phải lót cái bạt để mà nó giữ được cái nhiệt độ bên trong. Cái bạt này là chuyên dùng để mà làm nhà kiến đó. Ý cha, mấy trái ổi hôm nay da nó căng bóng rồi nè, nhìn ngon chưa? Cỡ này Thư nghĩ ăn là ngon nhất, vừa có vị chua nhẹ mà lại còn có cái độ giòn nữa. Thôi mình sẽ thu hoạch ổi ngày hôm nay luôn. Cây ổi năm nay như nó bắt đầu già rồi á, ra trái thì càng ngày càng nhỏ lại. Nhưng mà đường cái là trái sai nha. Có thể là do mình để sai quá nên là trái nó nhỏ. Còn như cái cây này năm nay ra bói được 2 trái thì 2 trái khá lớn. Đây là cây ổi anh Thành ảnh ươm từ hạt và năm nay là năm thứ 2. Thì Thư thấy hình như cây ổi nó cứ khoảng chừng 1 năm tuổi hoặc là trễ lắm là 2 năm tuổi thì bắt đầu nó sẽ cho ra trái nha. Nếu các bạn nào mà thích trồng ổi đó, mình có thể mua ổi ngoài chợ về ăn, sau đó mình lấy hột đem đi gieo, chịu khó tưới nước phân bón cho nó chút xíu. Quên đi chừng 1 năm đến 2 năm là đã có ổi ăn rồi. Hai vợ chồng Thư đang đóng nhà kiến lỡ dở mà mệt quá rồi cho nên mình nghỉ nhiều ghê không? Đó, nó ra nguyên một chùm vậy nè, 4 trái luôn. Nhìn cưng ghê chưa? Chỗ này nữa ha. Chỗ này chùm 3 trái nè. Bây giờ mình hái đi. Trái này chắc chín quá rồi. Trái này chín rồi. Cái này nó bị rám nắng các bạn. Nắng nó rọi vô. Em hái mà nó gốc cuốn như thế này là nó chín rồi. Quá. Ở trái này ăn chắc chua chua mà còn ngọt ngon lắm nè. Trái này cũng ngon nè. Trái này sợ chín nè. Ổi năm nay trái nó không có được lớn á các bạn, hồi năm ngoái đâu trái to lắm. Tại vì lúc nó đang ra trái thì mình mua về thôi. Rồi đâu chăm non gì hết á. Trời ơi, mà cái lúc mà nó mới ra trái, nhiều. Mới ra bông á các bạn. Tại năm vừa rồi anh cắt cành nó đi hết. Nó rất là nhiều luôn đó các bạn ơi. Nó ra nhiều trái non dữ lắm. Mà nó rụng. Nắng quá, lúc nó ra nắng. Tụi mình cũng không có chăm bón nó đó.
năm nay bận công việc á các bạn, không có thời gian chăm cho nó đâu, chưa có bón phân cho nó 2 năm rồi nè, thấy chưa? Ồ, trái này to nè, nó cũng không có trên lệch nhau nhiều lắm đâu, đó, nó chỉ có nhỉnh nhỉnh hơn chút chút thôi. Thôi chắc mình hái nhiêu đây thôi anh ha. Vì em thấy nó cũng còn chưa có chín nè. Chùm này em thấy nó còn xanh đậm á. Nó cuốn về này là chín hết. Phải không? Cái này ha. Cái này cuốn cũng hết. Trời, em thấy nó còn xanh đậm mà cái da nó còn hơi sần sần đó các bạn. Nên thương nghĩ là chắc là mình để đợt sau mình hái đi. Giờ mình cắt trái này, là trái này nãy hái bị rớt xuống đất, nó bị nứt á các bạn. Mình ăn chứ để nó như nó giật. Nè các bạn, ổi năm nay cái ruột của nó hơi nhiều, trái nó nhỏ, nó không có chất nhiều á. Nhưng mà hồi nãy có ăn thử trái rồi, ngon nha. Chất lượng. Dạ, ổi nhà nó chua chua, nó chua chua ngọt ngọt, ăn nó rất là đậm đà luôn á. Đó, giòn vị ngon. Trái nãy mềm quá ha. Trái nãy giống như nó bị chín héo anh ha. Chua nhiều hơn ngọt. Ăn vậy mới ngon. Không biết các bạn sao nha. Trái thư thích ăn ổi mà nó còn chua. Chua mà nó giòn đó. Ăn ngon hơn là ổi chín. Ổi chín mặc dù nó thơm, nó ngọt, nhưng mà ăn không giòn giòn thì mình thấy cảm giác như nó không đã. Hột nó mềm ha. Hột nó này của Thái không ăn không có lợn cái trái này là cái trái ngay nhà bếp của mình nè các bạn, nãy tự hái đó. Giờ mình cắt thử coi bên trong ruột nó làm như thế nào ha. Thư nghĩ nó cùng loại ổi à, nhìn thấy cái kiểu nó giống. Tại vì lúc anh Thành anh gieo hạt á thì anh có gieo hai loại, một loại ổi Thái với một loại ổi ruby ruột đỏ đó. Nè, mà cũng giống luôn. Một loại luôn. Cái loại ổi ruby chắc nó không lên anh ha. Tại vì nghe nói cái loại đó nó khó gieo lắm chứ không có dễ. Còn cái loại này thì tôi thấy tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Mùa đông nó chịu lạnh được nha các bạn. Không có lạnh quá thôi, nhưng mà nói chung là mùa đông mà lạnh mà kiểu giống như trái này hơi chín hơn trái này. Chín hơn. Lạnh mùa đông lạnh mà có cái nhà kiến như vậy nè, tôi thấy cây ổi á, nó không có chết, nó rụng lá, nó trụi lũi vậy đó, mà tới mùa xuân cái nó mọc lại. Cái này chín hơn chưa nè? Chín là ăn rất ngon ha. Chín là nó không có độ chua chua nữa, rất ngon. Cái ruột nó cũng mềm hơn. Ổi dễ trồng các bạn. Bạn nào thích ăn ổi trồng đi, xứ lạnh chịu lạnh được. Nhưng mà mình phải để nó vô nhà kiến hoặc là để nó vô gara thôi, là nó chịu lạnh qua mùa đông. Có nhiều cây á, mặc dù là mình để vô gara nhưng mà nó vẫn chết. Mà cây ổi này nó dễ sống, không cần chăm sóc nhiều nữa. Anh hết cái miếng đó luôn đi. Anh muốn cắt ra không? Ngon. Ngon các bạn, chấm với muối ớt cay ăn đẻ ghê. Cuối cùng thì cũng đã làm xong cái nhà cho cây rồi nè các bạn. Đó, bên trong này là có cái máy sưởi trong này sẵn đó, các bạn nhìn thấy không? Máy sưởi này nó có máy quạt rồi, nó như là nó điều hòa nhiệt độ bên trong á, nó không phải là có chỗ nào mà nó không có, giống như nó thổi đều hết á. Đây, chỗ này là cái ống, này là cái ống đường dây để mình dắt ga đây. Từ mấy nhà mới bây giờ họ làm có cái đường ống ga cho mình xài, mình dắt cái đường ga từ đằng kia qua. Và chỗ này thì để nó xì cái khói ra nè, ống khói làm tạm bợ, Thành làm tạm bợ vậy đó, nhìn xấu xấu nhưng mà được cái là nó ấm áp. Rồi, khi nào mà trời mà nó ấm lên á thì anh sẽ mở mấy cái này ra
thì mở cái bạt này lên cho nó thoáng cái không khí vô trong nhà. Nói chung làm không có thẩm mỹ mấy, nhưng mà miễn sao cây nó ok là được rồi. Bên kia nhà hàng xóm người ta đang gắn đèn, người ta đang bắt đầu gắn đèn lên trên nhà kìa. Sẵn mùa thu trời nó không có quá nóng cũng như là không có quá lạnh á, mình tranh thủ mình làm cho xong cái dàn để sang năm mình có thể mình trồng khổ hoa, trồng bầu, trồng mướp gì đó. Anh đổ xi măng luôn nè cho nó chắc luôn, xi măng hết nè, xi măng trong góc này luôn. Ủa làm cái dàn to dữ dằn vậy anh hả? Nhỏ hả? Ba dàn. Ủa làm ba dàn sát nhau hả? Chiều nay ấm lắm các bạn ơi. Phía sau nhà mình bây giờ là trống trơn luôn rồi, không còn một bóng cây xanh nữa. Mình cho nó vô trong nhà kiến hết rồi. Con đứng đây tí, con phụ ba, con đi vô nhà hả? Cái này cho trái bầu phải không? Cho trái bầu, trái mướp, trái khổ hoa, trái nho. Trái nho hả? Vậy là năm nay mấy cái cây của mình đã có nơi trú đông. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị gắn đèn Christmas, đèn Noel các bạn ơi. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha.